Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa mọi người, hiện tại thì Trọng đang có mặt tại đường Phan Đăng Lưu của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Trọng đến đây để thăm bé nhóc với anh bé trai, mà lần này đến đây là có mang cho nhóc với anh một cái niềm vui, một cái phương án của Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ nhóc, tại vì thấy bé nó hiền dễ thương nhưng mà không biết anh sẽ chọn cái phương án nào đây. Thì Trọng xin kính mời quý vị khán giả cùng xem hết video với Trọng nha. Nếu thấy video của Trọng hay, mọi người nhớ cho Trọng một like, một share để kênh của Trọng càng ngày càng phát triển hơn, để Trọng sớm nhận được cái nút bạc nha mọi người. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Rồi, kính thưa mọi người, nhóc nè mọi người, vẫn là như ngày nào, vẫn là cái khuôn mặt rất là hiền. Nhóc ơi, nhóc quay lại anh nhìn cái coi, cái con gà cũng khuôn mặt ngày nào ở cặm bên ba của mình. Rồi, giờ nó nhìn ổng kìa. Bữa nay Trọng mới lại gần thì cũng thấy nhóc nó bị viêm da mấy lỗ á, mà khô rồi. Thì chắc là sáng mai Trọng sẽ mua cho em thuốc kết hợp với cái sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Thì bây giờ Trọng sẽ trao đổi với anh về cái phương án để giúp đỡ. Ngồi vậy con. À anh ơi, bây giờ em trao đổi với anh này nè. Cũng có một cái Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, chị là chị Hương, cũng có cái xem cái clip của em á, về nhóc nè, rồi về hoàn cảnh của anh. Thì giờ chị có nhờ em đến đây để hỏi ý kiến anh, là chị cũng muốn giúp đỡ anh, giúp đỡ cho bé nhóc, sợ là nhóc nó gặp nguy hiểm trong cuộc sống á. Thấy em ở ngoài mưa ngoài gió thế này thì chị có hai cái phương án. Cái phương án thứ nhất á, là chị muốn là nếu được mà anh thấy em thương bé nhóc, mà anh sợ bé nhóc ở ngoài đường này nó nguy hiểm, tại vì thấy nó đi tửng tửng ngoài đường nè, đi lụm nha ve chai với anh rồi các kiểu, thì chị ấy sợ là một lúc nào đó thì cẩu tặc hay là gì đó nó bắt mất nhóc á thì tội. Thì chị muốn á, là nếu như mà anh á nhường lại bé nhóc này cho người nhà của chị ở Việt Nam nuôi. Thì chị thì bên Mỹ nhưng mà người nhà của chị thì ở bên Tiền Giang. Thì chị sẽ gửi cho anh là 200 đô la Mỹ để giống như là để cho anh có cái tiền để trang trải trong cuộc sống. Cái thứ hai nữa là nhóc nó cũng có một cái cuộc sống gọi là có gia đình đàng hoàng, có người chăm sóc, chứ nó không có đi lang thang ngoài đường kiểu này, để nó bị lỡ nó có chuyện gì thì tội đó em. Dạ. Cái thứ hai, còn nếu mà anh không chịu mà anh thấy anh còn thương bé nhóc thì chị cũng muốn là, tất nhiên là anh không có giao bé nhóc thì chị không có trao cho anh 200 đô đó, mà chị muốn tặng cho anh một cái chiếc xe đạp á, chiếc xe đạp mà nó có cái ba gác ngoài trước á, thì để cho anh kết hợp là anh đi nhặt ve chai anh chạy rồi chở, để nó ở trên xe nó ngồi, rồi tối nó cũng có cái chỗ nó nằm. Em cũng sẽ kết hợp với cái này nè em ngày mai ha. Thì anh quyết định thì sao thì quyết định, nhưng mà ngày mai em cũng sẽ mua cho em nó là vòng cổ cho đeo á, rồi với một sợi dây xích anh bỏ trong đó, là lỡ như mà tối có ngủ á anh xích em lại cho trẻ nó tội anh ơi. Rồi mua cho em một cái viên thuốc nếp ga cho em nó trị bệnh. Đó là cái công việc của ngày mai. Nhưng còn bây giờ thì anh cho em biết là cái ý của anh thế nào về cái ý của Mạnh Thường Quân nè. Giờ nói chung giờ nói anh với anh nói chuyện lớn lớn chứ nghe. Với lại chị giờ
giờ tôi cũng còn thương nhóc này, tại vì nuôi nó lúc nhỏ lên lớn cho đến giờ, bởi vậy giờ tôi cũng còn thương. Bởi vậy hả, giờ tôi cũng biết nói sao. Ví dụ như một ngày nào đó, hoặc là hả một hai ngày sau mà tôi có suy nghĩ kỹ lại á, thì hả tôi sẽ gửi cho con chó này cho chị nuôi. Còn bây giờ thì tôi không có đưa nó đi được, tại vì giờ tôi cũng còn thương nó, mến tay mến chân nó. Cái điều này thì Trọng cũng công nhận với mọi người, là khi Trọng lên clip á, cũng có nhiều bạn trẻ nữa nói là nhà bạn cũng ở gần đường này, thường xuyên là thấy anh á, cái lúc ngủ á, hay ngồi quạt cho nó, tại vì Sài Gòn á, mùa hè nó nóng, người ổng người ta đi ngang đây người ta cũng thấy ảnh hay ngồi quạt cho nó ngủ, thì mình thấy nó cũng rất là tội. Thì nó chứ tình cha con từ đó đến giờ, mặc dù là chị Hương rất là thương, nhưng mà bây giờ ảnh quyết định vậy thì chắc có lẽ là mình cũng phải là tôn trọng. Bây giờ là vậy là thôi bây giờ chốt vậy đi, nếu như mà em sẽ cho, em sẽ ghi ra giấy cho anh cái số điện thoại của em, đến một lúc nào đó mà anh thấy mình không có nuôi em được vì bất cứ một hoàn cảnh nào, thì anh cứ gọi cho em, em sẽ đại diện chị ấy đến nhận bé rồi về để cho em một cái mái ấm, một cái gia đình sống suốt cuộc đời ha anh ơi. Còn bây giờ á, thật ra trong lòng em thì cũng không có muốn chia cắt anh đâu, và kể cả chị Hương á cũng hoàn toàn là không có muốn là chia cắt anh thôi với bé nhóc đâu, chẳng qua là chị cũng đưa ra hai cái phương án rõ ràng mà thương anh rồi thương bé nhóc nữa, nên là chị đưa ra cho anh hai cái phương án rất là rõ ràng. Thì bây giờ là anh muốn chiếc xe ha, anh muốn một cái chiếc xe ba gác. Em sẽ tìm, bây giờ tối rồi mọi người, bây giờ Trọng sẽ đi dọ giá chiếc xe ba gác, rồi hẹn với ảnh á buổi sáng mai sẽ gặp nhau ở một cái chỗ nào đó, nếu được thì Trọng sẽ mua chiếc xe ba gác em về đây để tặng cho anh. Trọng cũng hy vọng là 200 đô đó mua nó sẽ dư, còn bao nhiêu á thì Trọng sẽ trao lại hết cho anh, cũng như có anh John Lương. Anh John Lương cũng có nhắn tin cho Trọng là nói là anh John Lương cũng có nói với Trọng là ảnh sẽ tặng cho bé nhóc này 1 triệu, và nhờ Trọng mua cho bé nhóc thêm một cái vòng đeo cổ, một sợi dây xích nữa. Ngày mai thì Trọng cũng sẽ mua cho bé nhóc một cái viên thuốc nét ga cho nó uống, cho nó sổ run sổ lại, rồi chị ngứa viêm da nè, rồi cộng với bây giờ thì Trọng sẽ đi tìm cái xe làm sao cho nó phù hợp nhất. Và cái giá cả Trọng hy vọng rằng là với 200 đô của chị Hương, 1 triệu của anh John Lương, thì sau khi mua chiếc xe ảnh sẽ còn dư được một chút xíu để trang trải trong cuộc sống, để cho có cái tiền bỏ túi một chút đỉnh. Mọi người thấy đi nhặt cái này chứ chủ yếu là ăn cơm xin ở ngoài đường, chứ cái tiền nhặt á thì có được bao nhiêu đâu. Ngày mai giờ em gặp anh ở đâu ta? Ngày mai nếu mà tới điện thoại thì ngay chỗ bệnh viện gia đình đó, có cái quán nước á. Bệnh viện nào? Bệnh viện gia đình á. À có. Có quán cà phê đối diện á, ngay chỗ đó có trạm xe buýt luôn á. À, ngay trạm xe buýt có cái quán cà phê hả? Dạ. À, ngay trạm xe buýt có quán cà phê, gặp ở đó hả? Dạ. Vậy là thôi, ngày mai bây giờ nè, bây giờ là em đi săn lùng cái xe cho anh, hỏi giá, dò giá. Rồi bây giờ là anh đợi em ở đó đi, coi như ngày mai là anh đừng có đi làm nữa, bây giờ ngủ nghe thoải mái đi, sáng ngày mai là chờ tin của em ha. Coi như là ngày mai đừng có đi đâu nha, em không có thời gian đâu, tại vì em cũng ở xa. Yeah. Em xuống đây là tối nay là em phải ngủ ở lại ở Sài Gòn đó, để lo cho cái công việc của anh đó. Yeah. Nên là bây giờ là anh đừng có đi đâu, sáng mai anh đừng có đi làm nữa. Yeah. Ở đó đợi em, chờ kết quả đi. Yeah. Em hy vọng là em tìm mua được cho anh một chiếc xe làm sao mà
à, mua được rồi dư được chút đỉnh ít tiền bỏ túi mua thuốc cho em nữa. À, cũng may mọi người ơi, thầy trọng quay em lên thì nhờ cái tình thương, thứ nhất là của chị Hương, hai là anh John Lương thì cũng có điện về cho trọng rồi có cái phương án giúp cho em. Và bây giờ á thì mọi việc nó đã chắc nó phải theo cái hướng này rồi, mình không thể nào mà tự nhiên lại lấy bé chó đi thì nó cũng tội lắm thật sự. Mà thật ra chị Hương cũng không có muốn là tự nhiên mà nhận bé chó đâu, chị chỉ sợ là nếu anh không nuôi thì đưa chị chăm sóc thôi, chứ chị cũng không có muốn chia cắt. Đó là hoàn toàn chị nói thẳng với trọng luôn là chị không, cũng không có muốn là bắt em gì cả, nhưng mà nếu anh nuôi thấy không an toàn thì để lại cho chị nuôi. Bây giờ trọng sẽ dừng máy ở đây rồi trọng sẽ chạy đi trọng kiếm xe sáng hôm sau rồi trọng sẽ quay lại đây để trao cho anh. Nếu như mà bây giờ xe nó kịp buổi tối này luôn á thì trọng sẽ làm clip luôn, còn nếu không kịp thì phải sáng mai. Tạm thời trọng sẽ dừng lại ở đây, tiếp tục cuộc hành trình với trọng nha mọi người. A few moments later, trọng đang lang thang trên đường tính chạy ra đường Lê Hồng Phong để kiếm chiếc xe cũng như là giỏ giá mua cho anh ấy, nhưng mà bây giờ thì trọng mới nhận được cái cuộc gọi của anh ấy nên tấp vô lề nghe nè. Có một cái sự thay đổi nhẹ rồi mọi người ơi, nhưng bây giờ thì khuya dữ lắm rồi nên là trọng phải đi tìm cái chỗ ngủ. Sáng mai hẹn đúng 7 giờ sáng sẽ gặp anh với bé nhóc. À, kính thưa quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì mới có tầm 7 giờ sáng của thành phố thôi. Hồi hôm thì trọng phải ngủ lại ở đây để sáng hôm nay để xử lý cho nó xong cái bé nhóc này. Lúc đầu thì anh muốn giúp đỡ chiếc xe để anh lượm bé trai nè, rồi với cho bé nó ngồi, bé nhóc nó ngồi. Cái lúc mà chạy trọng chạy xuống đường Lê Hồng Phong để tìm cái mối mua xe thì trọng mới nhận được tin là ảnh đổi ý và ảnh muốn là thôi để cho em nó có cuộc sống hạnh phúc thì thôi ảnh để lại cho cái Mạnh Thường Quân đó nuôi, và ảnh nhận cái số tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Bây giờ trọng sẽ lại trọng nói chuyện chút xíu. Đúng ra vậy là nó cũng vui rồi mọi người. Hôm nay thì có bà bên Phương Cá Cha lại nhận bé giùm. Đây là cũng Phương Cá Cha cũng không có nuôi đâu mọi người ơi. Đây là một Mạnh Thường Quân biết bạn Phương mà nhờ bạn ấy nhận về rồi gia đình lên đón, chứ cũng không phải là nhờ bạn Phương nuôi luôn. Bé nhóc này thì không phải là ở không có về chạm ông Phương Cá Cha, nhưng mà Mạnh Thường Quân là quen nên là nhờ bạn Phương đến đón về giùm. Tại vì trọng thì không có thể nào đón về chảnh được, xa với trọng đi xe máy xuống nữa, không có đồ. Ghê ha, đụng ba đó cái thấy à. Rồi đi chơi đi. Nó đi vô rồi con ơi. Con này là nhìn kỹ là nó cũng có bị nó đi vô rồi. Mọi người, bị rẻ. Nhưng mà cái chân em bữa nay trọng mới nhìn kỹ lại là chân em đi hơi nhắc nhắc, thì anh nói là cái chân này là bị có tật từ hồi nhỏ nè. Có sao? Dạ. Sinh đó. Dạ. Bữa nay mà nhìn kỹ lại thì em cũng bị rẻ nhiều. Ở chân nó có tật chứ từ nhỏ luôn. Nó chạy nhảy giỡn lâu rồi là nó bị thốn á. Dạ. Anh nhiêu tuổi vậy ta? Sinh 73. 73. 51. Dạ. Anh cứ sinh năm 73 mà ông trên mạng cứ nói là ông cụ ở ngoài ông xương gió mọi người. Nên là ở trên mạng có mấy bạn cứ nói trời ơi tội nghiệp ông cụ được kìa. Mình nói chứ cái anh này làm sao mà ông cụ được, chắc hơn mình ít tuổi thôi. Vậy là giờ anh quyết định là để lại cái này là cho nó có cái về nhà mới, cho nó có chỗ ở sung sướng nha anh ha. Dạ dạ. Dạ em sửa cái này lại cái cho nó cho rõ. Cái này là thật sự là từ đầu nghe quý vị khán giả là không có, là đây không phải là một cái một phi vụ mua bán
hay là gì hết, mà rõ ràng là Mạnh Thường Quân, là chị Hương và sự hỗ trợ của anh John Lương nữa là hoàn toàn là giúp cho anh một chiếc xe để nuôi em nếu như anh có sức khỏe. Còn nếu mà anh thấy mà muốn tìm cho bé được một ngôi nhà thì chị Hương sẽ nhận em gửi về gia đình của mình nuôi để chăm sóc em. Tại vì chị ấy là thấy hoàn cảnh của em là chị thương, nói chứ em này cũng bị ghẻ dữ lắm nè, với lại nó đang thai lòng luôn á. Dạ, cái này nó bị ghẻ nè anh ơi. Dạ, thấy bây giờ thấy cũng được mọi người, Trọng thấy là cũng cũng tốt. Đây đây con à. Bây giờ nhóc ơi, bây giờ con về nhà mới ở nha con, ngứa quá nè, đi về rồi chích ngừa nè, rồi uống thuốc ve nè, rồi uống thuốc trị cái lông đuôi nè, thiền khô đó, rồi khỏi có lo sợ mất con, chứ ở ngoài đường này thật sự là nguy hiểm thiệt. Người ta thấy thương ảnh chỉ cần ngủ bên thôi là xong à. Đây đây nhóc, đây nè, đây ngồi nè con. Này thì khôn, hiền thì khôn à, kêu nó biết. Dạ, chắc chia tay cũng hơi buồn hả anh ha? Buồn nhưng mà thôi anh ơi, để cho nó về nó có cuộc sống tốt đi ha. Yeah, cũng nghe là à, rồi kính thưa mọi người, thì Trọng làm cũng nhanh chóng thôi, tại vì bây giờ là sáng sớm luôn á trời. Bữa nay lần đầu tiên mà Trọng quay một cái clip mà ban đêm rồi ngủ lại rồi tới sáng sớm luôn này. Rồi anh ơi, anh cho lên lòng đi anh, hỗ trợ cho nhớ lên đi, về hen con nhóc ơi. Rồi nè, dạ, nói tới nó đi anh, nói cho nó hiểu. Con về nhà nó, con ở sống con quen phép nha con. Yeah. Không. Đây. Đây, vô đây. Rồi đem lên dặn anh nói với về dạy nó ở nhà ông nha con nha. Tôi gửi con cho anh ta nuôi nha, con có nhà cửa con ở nha ông con nhóc nha, nghe lời người ta nha nhóc ơi. Về với anh Phương cho rồi xong rồi có người đón con về nhà mới luôn nha. Chắc Phương phải đi chích cho nó đó, đó thì rồi. Phương này giao cho cái anh này đến đây để đón giùm, anh cũng là một cái dạ đem về một Mạnh Thường Quân giúp đỡ cô ơi, không phải giúp đỡ mà lấy chó đâu, mà thấy nó ở ngoài đường á. Dạ 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 à, thì ra mọi người ảnh đi lượm ve chai, ảnh cũng nhờ cái cô này giữ giùm nè, cô nói khôn. Dạ thấy chưa, thấy đó là một cái sự cũng nguy hiểm. Ừ, anh ơi à, anh cảm này đi, cái này là mình không phải là mua bán gì ha, nhưng mà đây cũng muốn giúp cho các em á. Dạ. Dạ dạ. 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 Dạ không, có nghĩa là hôm qua cũng muốn giúp ảnh là chiếc xe cô ơi. Dạ. Nhưng mà chiếc ảnh thì cũng thấy chắc ốm yếu gì, ảnh cũng không lấy xe ba gác đi mua thì làm gì đâu. Thì thôi, như thứ hai nữa là cái bé này nó cái kiểu nó quá trời ở ngoài đường á. Nó ngủ ngoài đường không mẹ? Dạ, nó ngủ ngoài đường á con ha. Bé ngủ ngoài đường á mọi người. Ở kệ mấy em cứu nó đi cho nó có chỗ nó ngủ. Có cái gì đụng chai
Ở đây thì những người dân ở xung quanh này ai cũng biết nhóc hết trơn á mọi người. Người ta cũng thứ nhất là cũng thương cho anh, nhưng mà người ai cũng lại đây chúc mừng em về nhà mới, tại vì em cũng hay ngủ ở ngoài đường thôi, rồi ảnh không có cái chỗ ở ngoài đường nữa, rồi đi nhặt cái chai là phải gửi mấy cô bán vé số rồi nữa, rất là nguy hiểm luôn. Nên là những cái người ở xung quanh đây thì thấy họ cũng đến đây để vừa là buồn cho anh, cũng phải buồn chứ, tại vì đây còn một cái chó mà cũng sống ở với họ mà. Nhưng mà quan trọng là họ cũng chúc mừng em về cái nhà mới. Thôi đừng buồn anh ơi, về nó có cái nhà mới nó ở nha. Đây cũng là em có cái cho em có cái nhà mới nó ở. Thì anh cũng có được một cái chút tiền để là chuyển qua mình đi mua ve chai hay là buôn bán hay để dành dụm á, dành dụm cho trong cuộc sống á. Kính thưa quý vị khán giả, ở video này thì trọng trân trọng là cảm ơn chị Hương ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho anh cái số tiền 200, anh John Lương ở bên Mỹ có giúp anh 1 triệu, và chị Hương nhận bé này về để chăm sóc. Thật ra thì chị cũng phải gửi ở Việt Nam nuôi, rồi xong rồi còn phải trả công cho người ta nuôi, rồi hàng tháng còn phải cưu mang em nữa, rồi bằng cái tên chủ yếu là tình thương thôi. Đây thấy hoàn cảnh của anh nè, thôi giao lại cho bạn Phương đem về. Rồi Hương ha, bye bye Phương ha, giao cho bạn Phương đem về giúp chị Hương, rồi sau đó chị Hương sẽ đón em về Tiền Giang. Kế hoạch là vậy. Rồi. Đây. Bye bye nha con ơi. Anh Trọng không đi theo con luôn, giao lại cho anh Phương. Rồi. Trọng cũng xin phép được dừng lại video ở đây. Mặc dù thấy anh rất là buồn nhưng mà kết thúc câu chuyện thì Trọng nghĩ là có hậu, bé sẽ được có một cuộc sống bình an. Anh ấy thì cũng có chút đỉnh tiền để trang trải cho cuộc sống. Rồi bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.